Dạ, em ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình một chiếc xe đến từ Hàn Quốc nha anh chị nha. Thương hiệu Hàn Quốc, Kia, hãng Kia, Kia Morning 2013 anh chị ha. Số sàn máy 1.25, 4 máy nha anh chị nha. Xe nói chung là mẫu mã nhìn rất là đẹp. Và đồng thời thì được một chiếc xe năm 2013, số sàn 1.21, 1.25 là bên cửa hàng cũng đã kiểm tra và đã test rất là kỹ cho anh chị rồi. Đối với chiếc xe Kia Morning 2013 này, bao anh chị là tuyệt đối không có taxi dịch vụ nha, chuẩn chức xe gia đình, và bao anh chị là không có bị va chạm cứng đụng, không thủy kích anh chị ha. Mấy số zin xe còn đi khá là ít nên là cũng còn rất là cứng và chạy rất là đầm chắc luôn. Và đồng thời thì đối với chiếc xe này thì được có 4 cái giỏ mới tinh 95% luôn anh chị ha. Anh chị nào mình đang cần tìm những cái dòng xe hơn 100 chút xíu thì anh chị có thể xem và tham khảo đối với chiếc xe này, mua về để phục vụ cho gia đình đi lại che nắng che mưa và chở con đi học hay là đi chợ nè, đi công sở thì cũng khá là ok. Tại vì những cái dòng xe máy 1.25 thì đốt như hao nhiên liệu của nó cũng khá là ít anh chị ạ. 100 cây chỉ tầm khoảng 6 lít là hết cỡ rồi anh chị ha. Những cái dòng xe này nên anh chị có thể xem và tham khảo đối với chiếc xe Kia Morning 2013. Xe sơn zin còn khoảng khá là nhiều, còn khoảng lên trên 70% anh chị nha. Bao xe không lỗi, không dịch vụ, không taxi, chuẩn chức xe gia đình anh chị ha. Em cũng xin quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị mình xem sơ lược cái dáng xe, giới thiệu đến cho anh chị. Cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km, cửa hàng nằm phía tây trái. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng nha anh chị nha. Chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em để được trao đổi với em qua số điện thoại 0978 548 858 hoặc 0944 872 091 anh chị ha. Hai số điện thoại trên đều có Zalo anh chị nha. Kết bạn Zalo và em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị xem hoặc là gửi định vị cho anh chị xem đi lên. Thì anh chị nào mình có xài biết điện thoại cảm ứng thì anh chị chỉ cần vô Google Maps nhấn vô là ô tô Quốc Hùng, sẽ hiện cửa hàng của em lên nha. Và anh chị nhấn vô nút chỉ đường, anh chị sẽ biết từ nhà mình lên đến cửa hàng của em bao nhiêu xa. Rất là thuận tiện cho anh chị luôn. Từ nhà mình có thể mở lên và lên biết từ nhà mình lên đến bao nhiêu xa, và anh chị đi thì cứ mở theo cái Google Maps đi. Đi là người ta hướng dẫn đường là sẽ chỉ tới ngay cửa hàng luôn anh chị nhé. Rồi, lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và những nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về. Đồng thời thì anh chị đam mê về dòng ô tô, xin xem xe, chia sẻ lên Facebook, Zalo, cho bạn bè, người thân hay đồng nghiệp của mình biết được anh chị quen bên salon, người ta có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe, người ta sẽ liên hệ với anh chị và anh chị giới thiệu qua cho em. Việc mua bán xe thành công, em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu anh chị ha. Anh chị có thể chia sẻ và cùng em bán xe. Một tháng anh chị chỉ cần làm mai mối bán cho em được hai xe hoặc là một xe, hay là mua được một xe đến hai xe, thì anh chị có thể kiếm được mười mấy triệu. Cộng thêm thu nhập mình ban đêm mình về mình chỉ xem, ban ngày mình đi làm, cũng khá là ok nha anh chị nha. Rồi anh chị nào đam mê về dòng ô tô thì có thể đồng hành cùng em và đăng ký kênh, kết bạn Zalo và chia sẻ video lên Facebook, Zalo anh chị ha. Rồi bây giờ thì cũng như thường lệ thì anh chị cùng em xem và tham khảo đối với chiếc xe Camon 2013. Trước tiên là cái đầu xe, đăng kiểm của nó thì còn khá là dài anh chị ha, tháng 2 2024 còn rất là dài, qua năm lận, nên anh chị cứ yên tâm về phần đăng kiểm rồi ha. Mua xe này về chỉ đi thôi, 4 cái vỏ thì mới tinh 95% lượng anh chị nhé. Những cái đồ nhựa đồ là zin theo xe còn nguyên bản, còn rất là đẹp anh chị ạ. Còn rất là đẹp luôn những cái đồ nhựa ha. Sơn zin thì còn trên 70%. Xe chủ chức gia đình, đi thì nó đầm chắc và rất là êm, lại được tiết kiệm nhiên liệu nữa. Giải gì không mua những cái dòng xe này. Thì nói chung những cái dòng xe này thì nó trên thị trường
nó rất là nhiều xe dịch vụ hoặc là taxi, nên là mình không có nghiên cứu và mình không có tham khảo kỹ thì mình có thể mua lầm nha anh chị nha. Tại vì những cái dòng xe này ăn xăng ít nên người ta rất là nhiều chọn về chạy dịch vụ taxi, nên là anh chị mình mua xe mình phải xem cho kỹ. Tại vì những cái xe mà dịch vụ taxi mình xem sơ là mình biết à, nách cửa đồ là sơn tút tùm lum và có đâm chọt đồ tùm lum, xe lội đồ tùm lum, nói chung là nhiều dòng xe lắm anh chị nha. Nên anh chị mình trước khi mua một chiếc xe là mình phải tìm được những cái nơi mà uy tín, cam kết bằng văn bản cho anh chị ha. Đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng sẽ cam kết bằng văn bản cho anh chị là bao anh chị: một là không taxi, hai là không va chạm cứng đụng nha, ba không thủy kích, bốn giấy tờ pháp lý rõ ràng, luôn luôn có bao anh chị những phần đó ha, viết bằng văn bản nha, không có phải là nói suông thôi anh chị nha. Và đồng thời thì bên cửa hàng hiện tại đang đứng ưu yên, anh chị nào mua đối với chiếc xe này thì đưa căn cước cho em sẽ ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị ha. Anh chị chỉ cần về huyện mình nhập thôi là ra tên mình luôn, rất là thuận tiện ha. Biển số là 79A 035 21. Xe là nói chung là ở Nha Trang nha anh chị nha. Và đồng thời thì đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng cũng đã bỏ lên cầu nâng và kiểm tra máy móc nè và gầm bệ nè, tuyệt đối là bao anh chị là không có va chạm cứng đụng, không thủy kích và không mục ngọt, gầm không mục mục mọt nha, gầm còn rất là đẹp nguyên bản ha, chưa có dấu hiệu là làm lại hay là bất cứ gì hết anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em xem sơ lược những cái bóng đèn ha. Bóng đèn nè, bóng đèn pha còn rất là sáng anh chị à ha, đèn pha còn rất là sáng và mặt nạ da lăng thì cũng còn rất là liền và rất là đẹp anh chị nha. Đó. Và bên này cũng vậy ha, bóng đèn bên này cũng vậy, còn rất là sáng và rất là đẹp ha. Đó. Rồi, trước tiên thì mình coi có vỏ nè anh chị nha, vỏ cao nè ha, còn 95% nha, mâm đều còn rất là đẹp, thắng đệ ha. Đó, gầm dè thì còn rất là đẹp anh chị, dè nè còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu làm lại bất cứ gì hết nha. Đó. Rồi, mình xem qua bên vỏ bên này luôn anh chị ha. Đây anh chị, vỏ bên này cũng rất là cao nè anh chị nha, vỏ cao túc chỉ Cà Mau luôn nha. Đó, rồi cầm về là nguyên bản hết, không có dấu hiệu là làm lại hay mục mọt gì hết nha anh chị nha. Đó, mâm đồ cũng vậy ha, mâm đen còn rất là đẹp. Đây, mình thùng đồ cũng vậy anh chị ha, rất là liền lạc, mình thùng còn rất là liền lạc và rất là đẹp. Và chủ xe cũng đã dán phim cách nhiệt cho anh chị rồi, anh chị mua về chỉ việc đi thôi, không cần phải dán nữa ha, không cần phải tốn triệu mấy tiền dán cách nhiệt nữa. Đây, che mưa có đầy đủ hết ha. Trên mui đồ nước sơn đồ cũng còn rất là đẹp, rất là liền nè anh chị ha. Cho anh chị sẵn tiện cùng em xem hết bốn cái vỏ đi ha. Đó, mình thùng nè, rất là liền và rất là đẹp nha anh chị nha. Những cái xe mà còn zin còn đẹp, nó rất là liền và những cái đường nét nè rất là căng nha, rất là chuẩn luôn. Đó, những cái sóng cửa đồ đi lên đi xuống cũng vậy ha, rất là chuẩn cái cửa cái xe nha anh chị nha. Rồi, bên này cũng vậy nè anh chị ha, những cái cánh cửa sùng rất là chuẩn ha. Và cái vỏ sau nè anh chị thấy không? Đó, 95% luôn anh chị nha. Vỏ nói chung là vốn có cặp vỏ là 95%, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm gì nữa, không cần phải thay nữa đâu anh chị ạ. À, rồi bây giờ anh chị cùng em xem bên bóng đèn bên sau nè, còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn ha. Rồi mình coi cho hết bốn cái vỏ đi ha. Đó, bóng đèn còn đẹp rồi. Đó, bốn cái vỏ nè, vỏ bên này cũng vậy ha. Đó, 95% luôn, còn rất là cao và rất là đẹp anh chị ha. Đó, mâm thì cũng còn rất là sáng và rất là đẹp luôn. Cái mâm màu đỏ ha. Đó, gầm dè đồ nguyên bản hết anh chị nha. Không có dấu hiệu mục ha, chỉ cũ theo năm tháng thôi. Thì đời 23 đến giờ thì đi cũng mấy năm rồi, phải cũ chút đỉnh thôi, chứ mới là làm lại chứ mới chứ còn nguyên bản làm sao có mới được anh chị ha. Ta anh chị, sùng chỉ nào nguyên bản hết, nguyên zin á, nguyên zin hết nha anh chị nha. Nguyên zin hết và copy là anh chị thấy không? Đó, xe dịch vụ là không có copy đẹp như vậy đâu anh chị à. Đó, đường vai gân cơ hạng là còn nguyên bản hết anh chị nha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Đó, copy đồ nè. Còn rất là đẹp ha. Rồi, coi cái táp lô luôn anh chị nha. Đó, táp lô nè, còn rất là đẹp ha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Nách cửa đồ cũng vậy ha. Nguyên bản hết, ốc tán chưa tháo gỡ gì hết nha anh chị nha. Đó, nguyên zin hết. Đó,
Đây anh chị, xe nè còn rất là liền lạc và rất là đẹp ha. Đó, màn hình có nha, củ số nè, đó, rất là đẹp. Đó, ghế đồ cũng vậy ha. Nói chung là một bộ ghế da màu đen, phối với nội thất màu đen, rất là đẹp và nhìn rất là sang trọng anh chị ha. Đó, ốc tán là nguyên zin hết nè anh chị, ốc tán cửa là nguyên zin hết, chưa tháo gỡ gì hết nha anh chị nha. Những cái nách cửa đồ cũng vậy ha. Đó, nói chung là chiếc xe này thì nói chung là cũng được gọi là kêu bằng là cộp rồi. À, cộp rồi. Đó, đóng cửa rất là khít và rất là liền anh chị ha. Đó, xe cộp rồi. Đó, đường sùng chỉ đồ cũng vậy ha. Không thiếu phân nào nha anh chị nha. Đó, ốc tán thì chưa tháo gỡ ha. Đó, xe đi là nói chung là những cái dòng xe mà chuẩn chiếc xe gia đình đi sướng lắm, đi đầm chắc lắm anh chị ạ. Đó, nhập về mà view quay cùng anh chị xem mà tham khảo. À, bán cho anh chị đi chăng nữa cũng rất là yên tâm và rất là tự hào, không lo lắng gì hết đó anh chị. Những ốc tán đồ nè ha, nó còn nguyên bản hết anh chị nha. Anh chị mua về, nói chung thì những cái dòng xe này thì anh chị mua về xài thì cũng khá là ok và khá là yên tâm, và đồng thời thì anh chị có mua cho người nhà hay là dựng giới thiệu cho người nhà mua cũng khá là yên tâm nha anh chị nha. Tại vì xe nó quá đẹp quá cộp đi, không có một lỗi nhỏ ha, mấy số zin. Đó, mấy số còn nguyên zin luôn. Nên anh chị ốc tán đồ nè ha, ốc tán đồ là nguyên bản hết ha. Đó, ốc cúp sau nè nguyên bản hết, chưa tháo gỡ chưa gì hết anh chị ha. À, bên này cũng vậy nha, ốc chưa tháo gỡ gì hết nha. Đó, sùng chỉ nguyên zin, sùng chỉ nguyên zin hết ha. Đó, nhấn mạnh với anh chị luôn nha, xe tuyệt đối là bao anh chị, không có taxi nha, không có dịch vụ nha, chuẩn chức xe gia đình nha. Đó, không lỗi nha. À, không va chạm cứng đụng nha, không thủy kích luôn anh chị ha. Gầm bể còn rất là đẹp. Đó, đồ những cái giỏ si cô nè và đội bánh xe đồ có đầy đủ hết cho anh chị ha. Đó, đầy đủ hết cho anh chị trời. Đó, một bộ ghế thì rất là đẹp. Đó, ghế sau cũng vậy còn rất là đẹp. Đó, một dòng xe 5 chỗ ngồi cũng rất là rộng rãi và rất là thoải mái anh chị ha. Đó, nị zin bọc trần kính nè, kiến nè. Đó, còn rất là đẹp luôn. Rồi, anh chị cùng em tiến hành xem cánh cửa bên này. Thì trước tiên anh chị cùng em xem và tham khảo của cánh cửa bên này thì em cũng xin báo giá cho anh chị luôn, không làm mất thời gian. Nói xíu lại quên nữa, sẽ báo cho anh chị đối với chiếc xe Kia Morning 2013, số sàn máy 2.5. Bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với anh chị chỉ có 169 triệu thôi anh chị nha, 169 triệu thôi. Bao anh chị ký ủy quyền xài tiếp cục, ký bán và rút hồ sơ nha. Bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về, anh chị về huyện mình chị nhập và gia tên thôi, nhất là thuận tiện, nhất là ok. Anh chị nào không biết cách nhập thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ và hướng dẫn anh chị nha. Nên anh chị cứ yên tâm về phần giấy tờ pháp lý ha, và luôn luôn có bao anh chị quay đầu, nên anh chị cứ yên tâm về những cái phần đó ha. Đây anh chị, sùng chỉ nè, nguyên bản nguyên zin ha. Đó, nguyên zin hết. Nói chung là bao anh chị xe là zin zin tất tần tật nha, xin toàn tập. Đó, ốc tán nè, cánh cửa nè. Đó, đó ba cánh cửa và cúp sau, ốc tán nguyên nguyên zin chưa tháo gỡ anh chị ha. Nội thất thì đẹp keng xà beng hết rồi, đồ nhựa từ đồ nhựa cho đến ghế ha. Đó, chỉ có 169 triệu thôi anh chị ạ. Có một chiếc xe gia đình, chuẩn sức chiếc xe gia đình đi thì cũng khá là ok nha anh chị nha. Đó, đây anh chị, ghế bọng nè, còn rất là đẹp ha, còn rất là đẹp luôn. Đó. Đó, những cái ghế này còn rất là đẹp luôn ha. Đó, ốc tán nè, ốc tán còn rất là đẹp ha, nguyên zin hết nè anh chị ha, ốc tán còn rất là đẹp luôn. Và những cái dòng xe này thì em cũng xin báo cho anh chị luôn nha, anh chị lưu ý ha. Tại vì những cái dòng xe này nếu mà đã qua dịch vụ, qua taxi, nó tầm khoảng 2015, 2016 nè, là nó có tầm khoảng là 160, 170 là có xe, dòng xe Kia Morning mẫu này. Nói chung là tầm 2015, 2016 là mình đã có xe rồi. Mình có thể mua được 2015, 2016 là một tầm 169 triệu, 160, 170 á. Nhưng so với đời cao nhưng mà đã qua dịch vụ taxi thì so với những cái đời thấp hơn 1, 2 năm mà anh chị chọn thì đi xe gia đình nó vẫn sướng hơn. Tuy thấp hơn một xíu nhưng mà nó chuẩn chức gia đình, đi nó êm và nó đầm chắc. Anh chị có thể cảm nhận được ha, xe gia đình nó đi rất là ít hơn là
những cái xe mà đã qua dịch vụ thì nó đi rất là nhiều. Nên là mình có thể lựa chọn, nếu thích xe thời cao thì mình phải mua xe dịch vụ taxi thôi. Nó tầm 170 là mình có thể mua được 25, 26 nha. Còn lại chọn chiếc xe gia đình ở 23 thôi, 169 triệu. Mua về đi là nói chung là bao êm bao xíu nha, gầm đồ chắc chắn, nhất là cứng cáp, không có kêu, không có nhảy nhót giống như những cái xe mà đã qua dịch vụ nha anh chị nha. Nên là mình trước khi mình mua một chiếc xe, mình có thể tìm hiểu và mình có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe nó có chất lượng và gầm bệ, nhất là gầm bệ chạy êm đầm chắc, máy móc ok, xe không lỗi, đó là quan trọng nhất đối với một chiếc xe. Đây anh chị, máy số thì bao anh chị Vinh nha, sùng chỉ thì bao anh chị không thiếu phân nào. Đây anh chị, cabo nè, sùng chỉ nguyên Vinh nha, cabo là sùng chỉ nguyên Vinh, ốc tán chưa tháo gỡ nè ha, ốc tán chưa tháo gỡ nha. Bên này cũng vậy nha anh chị nha, ốc tán chưa tháo gỡ nè ha, sùng chỉ nè nguyên Vinh nguyên bản hết anh chị ha. Đó, nói chung là sơn là bao Vinh hết ở trong những cái này nè, Vinh hết. Đó, máy thì nổ rất là đầm chắc, rất là đầm chắc và rất là êm nha anh chị ha. Đó, xe là đó, không có miếng hơi hay là biết gì hết nha anh chị ha, máy nổ rất là đầm chắc ha, máy nổ rất là đầm chắc và không có miếng hơi nào hết anh chị nha. Rồi, những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha, cũng còn rất là đẹp đó. Những cái xe mà chiếc xe gia đình mình nhìn vô mình có thể cảm nhận được ha anh chị nha. Đó, những cái nách, những cái dòng nách đồ nữa ha, đó, còn rất là đẹp đó. Máy nổ rất là đầm và rất là êm anh chị ha. Đó, những cái dưới nè rất là đầm chắc, bon tán hạng đồ nữa ha, nguyên bản hết, keo hạng đồ còn nguyên bản hết. Đó, còn rất là đẹp luôn. Đó, dạng gọi là cộp chú rồi đối với chiếc xe 23. Đó, không có một tìm không tìm ra một lỗi nhỏ nha anh chị nha. Đó, xong. Nói chung thì còn lại cái gầm sơ thôi, em sẽ bò xuống dưới đó và quay sơ lược cho anh chị xem luôn để em mắc công anh chị lại phân vân gì cái gầm một chút xíu ha. Đây anh chị, ở gầm nữa nè, còn rất là đẹp nha, gầm nguyên bản ha, chưa có dấu hiệu làm lại hay bất cứ gì hết nha anh chị nha. Đó, gầm nguyên bản rồi. Quay sơ lược cái sau xe cho anh chị xem luôn. Đây anh chị, bô nè còn rất là đẹp ha, rất là sáng nha. Đó, gầm đồ nè, rất là đẹp luôn, không có dấu hiệu mục mọt hay là làm lại bất cứ gì hết ha. Những cái tì nhúng mà ốc tán đồ là nguyên bản hết, chưa tháo gỡ chỉnh sửa gì hết anh chị à. Đó, xe là bao anh chị là dinh cộp luôn rồi. Nói chung thì em cũng đã quay xong những chi tiết cần thiết quay cho anh chị mình xem rồi. Anh chị nào mình cảm thấy hợp túi tiền của mình và cảm thấy thích những cái dòng xe này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để được trao đổi với em, hoặc là anh chị có thể lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai để xem xe chi tiết và chạy thử nha. Ok thì mình tiến hành làm thủ tục mua bán ha. Đồng thời thì anh chị nào có bạn bè hay người thân đang cần mua xe thì anh chị cứ dựng lên và giới thiệu mua được xe thì em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu nha. Nói chung đối với chiếc xe Camoning 2013, chuẩn chiếc xe gia đình bao anh chị cọc. Anh chị nào mà cảm thấy hợp túi tiền, cảm thấy thích thôi là lên là chỉ có lấy xe thôi, không có gì để chê đâu. Nói chung là xe là bao anh chị dinh đẹp, ốc tán là nguyên dinh hết nha anh chị nha. Rồi, bây giờ em ô tô cuối cùng cũng xin phép ngừng lại tại đây và chúc cho anh chị một ngày đầu tuần làm việc thuận lợi và luôn luôn nhiều sức khỏe và thật là hạnh phúc bên gia đình anh chị ha. Bye bye.